Rồi, phần tiếp theo là phần tư duy và cái kiến thức trong đầu tư. Cái này cũng rất là quan trọng. Rồi, một phần cực kỳ quan trọng. Ok, rồi, ngày hôm nay chúng ta chủ đề của chúng ta là đừng bao giờ để mất kiên nhẫn trong đầu tư tài chính. Thì chỉ có hai cái cách đầu dòng thôi. Và nếu như mà các anh chị đã từng đầu tư rồi, các anh chị đã từng theo dõi thị trường rồi, các anh chị đã từng trải qua những lần mình kiên nhẫn hoặc mất kiên nhẫn ấy, thì có lẽ là cho các anh chị rất là thấm hai cái dòng này, hai cái dòng nốt của chúng tôi. Và gần như là nếu như mà các anh chị muốn thành công ở trên thị trường tài chính ấy, thì bắt buộc chúng ta phải kiên nhẫn. Đó, bắt buộc chúng ta phải kiên nhẫn. Rồi, ở bên dưới này thì chúng tôi có để một cái câu rất là hay và nổi tiếng của tỷ phú Warren Buffett, huyền thoại Warren Buffett của chúng ta. Thì ông nói một câu rất là hay là thị trường là một thiết bị hoặc là một nơi ấy, để chuyển tiền từ kẻ thiếu kiên nhẫn sang kẻ kiên nhẫn. Ý ông ấy nói là à, thị trường này thì chúng ta bắt buộc phải cần có kiên nhẫn, và những ai không kiên nhẫn thì sẽ mất tiền, đúng không ạ? Rồi, có hai cái điểm lưu ý rất là quan trọng ở đây. Đó là gì ạ? Tất cả đều biết phải kiên nhẫn. Đúng ạ, nếu mà nhắc đến kiên nhẫn trong đầu tư tài chính thì tất cả chúng ta đều biết là phải kiên nhẫn, đúng không ạ? Không ai phủ nhận chuyện là ôi đừng kiên nhẫn trên thị trường, đúng không ạ? Phải kiên nhẫn, ai cũng nói là phải kiên nhẫn, đúng không ạ? Nên kiên nhẫn và phải kiên nhẫn, đúng không ạ? Thế nhưng mà thực tế là gì ạ? Chẳng ai đủ kiên nhẫn, vì hầu như chẳng ai biết kiên nhẫn để chờ cái gì. Cái mấu chốt của việc chúng ta không kiên nhẫn được ấy là chúng ta không biết chúng ta kiên nhẫn vì cái gì, đúng không ạ? Cứ bảo kiên nhẫn, cứ bảo chờ, thế nhưng mà chờ cái gì, đúng không ạ? Và kiên nhẫn với cái gì, đúng không ạ? Ví dụ ở đây là gì ạ? Là kiên nhẫn chờ giá tốt để mua, nhưng mà giá nào là giá tốt? Đúng không ạ? Cứ bảo chờ đi, chờ để mua giá tốt đi. Thế thế nào, giá nào là giá tốt ạ? Và thế nào là giá tốt? Đúng không ạ? Mua ở giá bao nhiêu? Đúng không ạ? Giá đó có thực sự tốt hay không? Đúng không ạ? Và quản trị cái việc chúng ta mua ở giá đó như thế nào? Đúng không ạ? Cứ bảo chờ, cứ bảo kiên nhẫn, đúng không ạ? Chờ giá mua đi thì giá nào? Đúng không ạ? Chờ giá tốt đi thì giá tốt là giá nào? Đúng không ạ? Không biết thực tế chúng ta đang kiên nhẫn và chờ cái gì. Hoặc là mọi người cứ hay khuyên là hãy kiên nhẫn chờ đợi một uptrend, nhưng cũng chẳng mấy ai rõ thế nào là uptrend. Thế nào là uptrend, đúng không ạ? Rồi là kiên nhẫn chờ điểm hỗ trợ. Thế thì thế nào là điểm hỗ trợ, đúng không ạ? Và thực tế chỉ ra rằng là gì ạ? Bạn sẽ chỉ có được sự kiên nhẫn khi bạn có một phương pháp đầu tư và một chiến lược đầu tư rõ ràng và cụ thể. Khi đó bạn sẽ biết được bạn phải kiên nhẫn để chờ cái gì. Và khi bạn biết rằng là bạn kiên nhẫn vì cái gì và chờ cái gì ấy, thì bạn sẽ kiên nhẫn được, đúng không ạ? Ví dụ như là quay trở lại với cái khuyến nghị của HNK chẳng hạn, ví dụ này. Được chưa? Chúng ta có các cái vùng mua rất là cụ thể, đúng không ạ? Thế thì chúng tôi khuyến nghị anh chị là gì ạ? Đây, ví dụ như trong tuần vừa rồi, chúng tôi có khuyến nghị anh chị đầu tư là gì ạ? À. Đây. À, kiên nhẫn chờ đợi điểm mua. Đúng không ạ? Hãy kiên nhẫn, đây ạ. Chúng tôi khuyến nghị là trong đầu tư là phải kiên nhẫn, đúng không ạ? Chọn điểm mua tối ưu, đúng không ạ? Thế thì câu chuyện là bây giờ cứ bảo kiên nhẫn chờ, thế là chờ ở đâu, đúng không ạ? Thì thứ nhất này, phương pháp của chúng tôi thì chúng tôi đưa ra hai cái mốc chờ để kiên nhẫn chờ, đúng không ạ? Thứ nhất là về mặt điểm số của index, là vùng an toàn là vùng 1132 và vùng 1073. Quanh cái vùng điểm số này là cái mốc để chúng ta kiên nhẫn chờ, đúng không ạ? Bây giờ nó đang vượt qua cái mốc đó rồi, nó đang ở bao nhiêu ạ? Nó đang ở 1181 rồi, đúng không ạ? Thì chúng ta kiên nhẫn chờ về vùng bên dưới, đúng không ạ? Thì là cái mà chúng ta cần phải chờ, là cái mà đích chúng ta chờ. Hoặc là như lúc nãy tôi khuyến nghị là gì ạ? Là nếu như anh chị muốn tham gia ngắn nữa ấy, T cộng 3, T cộng 5, T cộng 6, T cộng 7 ấy, đúng không ạ? Thì các anh chị có thể chờ, kiên nhẫn chờ về vùng 1168 và vùng 114x, 1148, 1149. Tức là chúng ta biết là chúng ta sẽ phải kiên nhẫn chờ cái gì. Cụ thể, đúng không ạ? Cụ thể, đúng không ạ? Chúng ta có mốc để chúng ta chờ. Thì chúng ta mới biết là chúng ta kiên nhẫn, đúng không ạ? Kiên nhẫn chờ. Đó, bây giờ 1181 rồi, đúng không ạ? À, những cái vùng mua an toàn là vùng bên dưới, đúng không ạ? À, chúng ta kiên nhẫn chúng ta chờ, đúng không ạ? 1132 hoặc 1073 chờ, đúng không ạ? Hoặc là gì ạ? Hoặc là các cái mục bên trên, các cái vùng bên trên, đúng không ạ? À, kiên nhẫn chờ, đúng không ạ? Nếu như cái thủng cái vùng hỗ trợ 1147, 1146 này thì nó sẽ lại về vùng bên dưới, đúng không ạ? À, kiên nhẫn chờ, kiên nhẫn xử lý, đúng không ạ? Kiên nhẫn chờ. Hoặc là với các cổ phiếu ấy, đúng không ạ? Mọi người cứ bảo kiên nhẫn, thế nào là giá tốt, đúng không ạ? Thì chúng tôi đưa ra các cái vùng giá cũng rất là cụ thể, đúng không ạ? Ví dụ cổ phiếu HTN thì bây giờ đang ở vùng mua đấy, đúng không ạ? 13.7, 15.2 thì không cần kiên nhẫn, chúng tôi có thể mua luôn, đúng không ạ? Nhưng với các cái cổ phiếu của nhóm cổ phiếu ngân hàng ấy, trong tuần vừa rồi tôi khuyến nghị rất nhiều anh chị nhà đầu tư thắc mắc là đưa ra rất là nhiều như vậy thì mua luôn à? Thị trường đang rất là nóng thì mua luôn à? Không phải, đúng không ạ?
chúng ta kiên nhẫn chờ đợi các điểm mua, đúng không ạ? Chúng tôi đã đưa ra điểm mua rất là cụ thể, giá rất là cụ thể với từng cổ phiếu, đúng không ạ? Thì chúng ta kiên nhẫn để chúng ta chờ cái điểm mua cái giá đó, đúng không ạ? Tức là chúng ta đã biết đích của cái việc kiên nhẫn rồi thì chúng ta mới kiên nhẫn được, đúng không ạ? Chứ còn bây giờ mà cứ bảo kiên nhẫn chờ đợi mà không biết kiên nhẫn chờ đợi cái gì thì đương nhiên chúng ta sẽ không kiên nhẫn, đúng không ạ? Và thường là gì ạ? Thường là gì ạ? À, không kiên nhẫn thì nhìn giá nó nhảy, nhìn giá nó nhảy, đúng không ạ? Và nhìn giá nó nhảy thì đương nhiên là gì ạ? Đương nhiên là chúng ta sẽ bị FOMO, đúng không ạ? Thấy nó tăng sum sum và mua, đúng không ạ? Không biết là rủi ro hay là cơ hội, vì có biết kiên nhẫn chờ cái gì đâu, đúng không ạ? Và cuối cùng là gì ạ? Chúng ta đô đỉnh, đúng không ạ? Và chúng ta thua lỗ ở trên thị trường. Ví dụ như cái trường hợp này, trường hợp của cổ phiếu Hòa Phát, đúng không ạ? Cổ phiếu Hòa Phát là một cái cổ phiếu mà chúng tôi đã khuyến nghị rất là nhiều rồi, đúng không ạ? Đó, thì có hai cái vấn đề mà chúng tôi nói nhà đầu tư là phải kiên nhẫn. Mặc dù chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư là mua rất là nhiều ở các cái vùng giá bên dưới để mua gom. Hai vấn đề kiên nhẫn là gì ạ? Thứ nhất là cần kiên nhẫn cổ phiếu Hòa Phát vượt qua giá 24.7 để xác nhận uptrend. Được chưa? Phải kiên nhẫn chờ, nếu như thực sự muốn cổ phiếu này xác nhận uptrend thì tức là gì ạ? Tức là chúng ta phải chờ đến ngày 19 tháng 6 2023 để xác nhận cổ phiếu này uptrend. Đúng không ạ? Thì là cái kiên nhẫn đó thứ nhất. Kiên nhẫn thứ hai, nếu anh chị nào mới theo dõi chúng tôi ấy, thì chúng tôi khuyến nghị là gì ạ? Cứ mua đều nhưng mà chờ một cái vùng giá ở vùng 22 chấm x, đúng không ạ? 22 chấm x để mua vào, thậm chí mua rất nhiều để nắm cho dài hạn, đúng không ạ? Ví dụ như là trường hợp là gì, vượt qua 24.7 các anh chị thấy nó lên 26, 27, 28, được chưa? Nhiều người cứ bảo là ơi cổ phiếu nó đang tăng này, hãy kiên nhẫn chờ đợi đi, nhưng mà kiên nhẫn chờ đợi cái gì, đúng không ạ? Thì khi mà cổ phiếu nó tiếp tục tăng, đúng không ạ, các anh chị đấy điều chỉnh này, sau đó lại còn vượt đỉnh nó lên tận 29 cơ, thì lập tức là mọi người lao vào mọi người mua, bởi vì có biết kiên nhẫn chờ cái gì đâu, đúng không ạ? Và khi mà không biết kiên nhẫn chờ cái gì thì chỉ cần là thị trường nó lừa một chút thôi, đúng không ạ? Thấy nó tăng mà là bắt đầu sợ mất cơ hội lao vào mua 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 thì lại ăn đúng đỉnh, đúng không ạ? Thì câu chuyện là gì, chúng tôi quyết nghĩ là chờ 22x, thì đấy là cái mốc của việc kiên nhẫn chờ, chúng ta biết được rõ rất rõ là kiên nhẫn chờ cái gì, đúng không ạ? Thế thì chúng ta chờ đấy ạ, chờ nếu về 2x thì chúng ta mua, đúng không ạ? Chúng ta mua rất nhiều vào. Còn không về 2x thì chúng ta tiếp tục chúng ta mua gom chẳng hạn, hoặc là chúng ta sẽ có những cái tình huống xử lý mới, đúng không ạ? Nhưng ít nhất ở đây là gì? Chúng ta có một cái đích rất là rõ ràng của việc kiên nhẫn và việc chờ đợi, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ có cái thành quả rất là xứng đáng và chúng ta sẽ kiên nhẫn được, đúng không ạ? Sẽ kiên nhẫn được. Được chưa? Đó, thì đó là một cái ví dụ về cụ thể về cái sự kiên nhẫn. Còn đại đa số chúng ta là gần như chúng ta không biết chúng ta kiên nhẫn vì cái gì, đúng không ạ? Cứ khuyên nhau, cứ hò nhau là à, phải kiên nhẫn đi, đúng không ạ? Nhưng mà cũng không biết kiên nhẫn để chờ cái gì, thì thành ra là đầu tư nó rất là khó, đúng không ạ? Và chả mấy ai kiên nhẫn ở đâu, đúng không ạ? Vì cứ lên nhìn giá nó nhảy thì chúng ta mất kiên nhẫn ngay, đúng không ạ? Chúng ta sợ mất cơ hội, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ kết quả cuối cùng là chúng ta đầu tư nó sẽ không hiệu quả, đúng chưa? Đó. Thì cũng hy vọng rằng là qua những cái chia sẻ vừa rồi thì giúp cho các anh chị là kiên nhẫn hơn trên thị trường, đúng không ạ? Và bắt buộc phải có kiên nhẫn thì chúng ta mới đầu tư thành công được. Đúng không ạ? Và để kiên nhẫn được thì chúng ta phải có một cái phương pháp và một cái chiến lược rõ ràng để chúng ta biết được rằng là à, kiên nhẫn vì cái gì. Cụ thể ở đây là ví dụ như là à, kiên nhẫn chờ uptrend thì thế nào là uptrend, đúng không ạ? Kiên nhẫn chờ giá tốt, giá bao nhiêu là giá tốt, đúng không ạ? Kiên nhẫn chờ thành quả, đúng không ạ? Chờ trong bao lâu, đúng không ạ? Thì đó, đấy là những cái đích của sự kiên nhẫn, đích của sự chờ đợi. Chúng ta phải làm rõ được những cái đó thì chúng ta mới có thể kiên nhẫn chờ đợi được, đúng không ạ? Còn khi mà chúng ta mơ hồ, chúng ta không biết, đúng không ạ, thì không bao giờ chúng ta chờ đợi và không bao giờ chúng ta kiên nhẫn được, đúng không ạ? Bởi vì thị trường nó nhảy lên nhảy xuống liên tục, chúng ta nhìn chúng ta sẽ bị dao động tâm lý ngay, đúng không ạ? Chúng ta sẽ giao dịch theo cái tâm lý ngay, được chưa? Đó, thì đó là cái phần tư duy và kiến thức ngày hôm nay, đúng không ạ? Hy vọng nó sẽ giúp ích cho mọi người trong quá trình mọi người đầu tư, đúng không ạ? Bắt buộc phải có sự kiên nhẫn trong đầu tư tài chính.